Chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Xin chào các bạn. Hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2020. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Hôm nay có một cái tin tức rất là vui mừng cho mọi người ở Seattle thuộc tiểu bang Washington, đó là có hai bác sĩ người Việt Nam tên là Đỗ Hải Đăng và Đỗ Đan Thùy. Cả hai đều là hai chị em ruột và cùng khám bệnh hoàn toàn miễn phí cho những người mà thất nghiệp hoặc là không có bảo hiểm tại Seattle, tiểu bang Washington. Phòng mạch của hai bác sĩ này thì tọa lạc tại số 3828 S Graham ST, tức là Street đấy các bạn. Rồi số A Seattle, Washington 98118, thuộc Human City Medical, gần Q Bakery. Q Bakery là cái chỗ mà bán bánh mì mà chúng tôi đã đến lần trước đó quý vị. Thì cả hai chị em bác sĩ này cùng theo chuyên khoa về gia đình. Và hai bác sĩ này nhận khám bệnh cho mọi người thuộc mọi chủng tộc và ở mọi lứa tuổi. Bác sĩ Đan Thùy cho biết như vậy. Tuy nhiên từ 75-80% bệnh nhân của chúng tôi là người gốc Việt. Và chúng tôi đã được công ty LabCorp cung cấp cho một số dụng cụ y tế miễn phí, nên phòng mạch mới có thể thoải mái mà giúp cộng đồng, bác sĩ Hải Đăng cho biết. Họ không tính tiền chúng tôi, thì tại sao chúng tôi lại tính tiền những người đang khó khăn, đang cần giúp đỡ? Trong thời gian vừa qua thì hai bác sĩ này đã phát hiện ra 3 bệnh nhân có triệu chứng khả nghi, và sau đó thì được cơ quan y tế xác nhận là đã nhiễm con virus 19 này. Rất may là họ bị nhẹ nên chúng tôi chỉ yêu cầu họ tự cách ly tại nhà thôi, bác sĩ Hải Đăng kể như vậy. Và trong trường hợp này thì bệnh nhân được khuyên nên ở luôn trong phòng ngủ có phòng tắm riêng để hoàn toàn không tiếp xúc với người nhà trong suốt 14 ngày. Và bác sĩ Đan Thùy nói là dù ở một mình trong phòng, bệnh nhân vẫn phải đeo khẩu trang. Như vậy sẽ giữ vi trùng lại, không cho thoát ra không khí. Tuyệt đối không ra khỏi phòng ngoài, kể cả ra tủ lạnh khi mọi người đã ngủ. Tuyệt đối chỉ ở trong phòng. Đến bữa có người để thức ăn ngoài cửa phòng chứ không đưa tận tay. Cô nói tiếp, để ngăn ngừa sức truyền nhiễm khủng khiếp của dịch bệnh này, hai bác sĩ cùng khuyên rằng phải cẩn thận tối đa. Không có sự cẩn thận nào là quá lố cả, bác sĩ Đan Thùy cho biết. Ngay cả tôi là người mẹ có hai đứa con trai, một 3 tuổi và một 3 tháng. Đứa 3 tháng bị yếu tim nên ở nhà với chồng tôi, còn đứa 3 tuổi thì theo tôi qua ở với bà ngoại. Cô nói tiếp, xong việc về nhà mẹ tôi thì tôi đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ rồi đem quần áo vừa thay ra giặt liền. Mấy tuần rồi nữ bác sĩ trẻ này chưa gặp mặt chồng con. Trả lời câu hỏi tại sao họ lại muốn phục vụ cộng đồng miễn phí như vậy, thì bác sĩ Đan Thùy cười nói, chị em chúng tôi chưa làm việc tại bệnh viện nên có thời gian giúp đỡ những người trong cộng đồng cần chúng tôi. Cô tiếp, chúng tôi có rất nhiều thân nhân và bạn bè phải vào bệnh viện, và trong lúc bệnh viện không có đủ bác sĩ để săn sóc thì những gì chúng tôi làm bên ngoài cũng chỉ là để giúp đỡ bệnh viện một cách gián tiếp thôi. Và bác sĩ Hải Đăng góp chuyện là tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi hiện đang làm việc trong bệnh viện quanh đây đều cho biết bệnh nhân vào càng lúc càng nhiều, và ở ngoài thì chị em chúng tôi có dư thời gian thì đóng góp để giúp người họ nạn. Hơn nữa, bác sĩ Hải Đăng cũng cho biết rất nhiều phòng mạch bác sĩ quanh vùng đang tạm thời đóng cửa khiến nhiều bệnh nhân không có nơi khám bệnh. Đó là những nguyên nhân để chúng tôi phải làm việc nhiều hơn, bác sĩ Hải Đăng nói tiếp. Về phương thức bảo vệ an toàn y tế tại phòng mạch thì bác sĩ Hải Đăng cho biết là trong thời gian có dịch bệnh này đang đe dọa khắp nơi thì để bảo vệ sức khỏe cho từng người và cho toàn thể cộng đồng, chúng tôi sẽ hạn chế việc gặp bệnh nhân trong phòng mạch. Và để làm điều này thì hai bác sĩ trẻ tuổi họ Đỗ đã khuyến khích bệnh nhân nên gọi điện thoại trước để lấy hẹn, rồi sau đó họ sẽ khám bệnh qua điện thoại. Như vậy cũng giải quyết được một số đông rồi, bác sĩ Hải Đăng nói. Tuy nhiên cũng có những trường hợp chúng tôi cần phải quan sát sắc diện của bệnh nhân. Lúc đó chúng tôi sẽ tiếp bệnh nhân qua video call như FaceTime hay Zoom, bác sĩ Đan Thùy nói. Tuy nhiên cũng có những trường hợp bệnh nhân phải đến tận nơi. Vừa rồi có một nữ bệnh nhân cần phải được thử máu, thì tôi hẹn đến bãi đậu xe, cứ ngồi trong xe và thò tay ra ngoài để tôi rút máu. Đó là một trong vài trường hợp chẳng đặng đừng, bác sĩ Đan Thùy kể, làm vậy mới bảo vệ được mọi người. Hơn 2 tuần nay, bác sĩ Đan Thùy chưa gặp mặt chồng và đứa con trai 3 tháng. Dĩ nhiên họ nói chuyện với nhau thường xuyên qua điện thoại. Và muốn lấy hẹn với bác sĩ Đan Thùy hoặc Hải Đăng thì hãy sẽ gọi số 206-480-7677. Hết lòng tận tụy khám bệnh miễn phí cho người thất nghiệp,
hoặc không có bảo hiểm trong cơn đại dịch này. Hai chị em bác sĩ này thật sự là những vị lương y hiếm có. Thời điểm này mà có hai bác sĩ có lòng nhân ái quá, rất là tốt cho người cộng đồng Việt Nam mình ở Seattle và tiểu bang Washington. Ừ. Hai bác sĩ này còn quá trẻ, mà là một người bác sĩ còn có con nhỏ 3 tháng tuổi nữa. Thế mà cứ hy sinh tất cả gia đình của mình, cả con cái của mình như vậy để mà đi làm một cái việc làm thiện nguyện tốt đẹp như vậy. Nếu mà gặp những cái người mà ta không có lòng nhân ái, người ta ích kỷ, thì lẽ nhiên ta ở nhà ta nằm ôm con ta để mà ta tránh cái dịch bệnh này, chứ đâu có ai người ta mà đi ra làm những công việc miễn phí, không kiếm được đồng tiền nào cả mà bỏ con nhỏ ở nhà như vậy, phải không? Vâng. Quá là hai bác sĩ quá tốt luôn. Có thể nói là hiếm khi nào mà thấy được mà những vị bác sĩ trẻ mà lại có tấm lòng nhân ái cao cả như vậy. À. Thì đây cũng là một cái niềm vinh hạnh cho người Việt của mình ở tại Seattle cũng như là trên toàn thế giới. À. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay á, thì các bạn cũng đã biết rồi, ở New York á, là cái nơi mà có ca nhiễm rất nhiều và số tử vong rất là cao. Thì hiện nay New York đang cân nhắc cái việc là có nên chôn tập thể không, nếu mà số người qua đời vì cái dịch bệnh này quá cao. Thì ông Mark Levine là chủ tịch của hội đồng thành phố New York, ông ấy cho biết là nếu mà các nhà quan mà không còn chỗ chứa nữa thì có thể là phải tính đến cái giải pháp là chôn tập thể trong những cái công viên của thành phố. Thì trong cuộc họp báo sáng ngày hôm nay là ngày 6 tháng 4, giới chức thành phố New York cho biết là họ đang bắt đầu tính đến cái kế hoạch dự phòng trường hợp cái số mà người qua đời do dịch bệnh này tăng quá sức chứa của các nhà xác. Theo nhật báo The New York Times mà, thì ông Levi thông báo giới chức thành phố đang cân nhắc công viên nào sẽ được chọn làm nghĩa trang tập thể tạm thời. Ông không nhắc cụ thể tên một công viên nào cả, nhưng mà ông cho biết là công viên đó phải là một cái công viên lớn và xa tầm mắt của công chúng. Trong một tin nhắn trên cái Twitter thì ông Levi cũng cho biết là không thể đào từng lỗ huyệt được mà phải đào thành hào. Mỗi một hào là chôn 10 quan tài. Cũng trong cuộc họp báo thì thị trưởng Bill de Blasio trấn an đây chỉ là kế hoạch dự phòng thôi. Tuy nhiên ông cũng đề cập đến tình trạng cần thiết phải chôn hàng loạt tạm thời để mà giải quyết cái tình trạng tử vong tăng quá cao tại New York. Và vị thị trưởng này cho biết rồi sau đó thì chính quyền thành phố sẽ phối hợp để giải quyết theo ước muốn của thân nhân người quá cố. Và ông Levi này cũng trả lời cho báo giới rằng ông hy vọng con số tử vong sẽ giảm đi nếu tình hình trở nên bi đát, thì việc chôn tập thể tạm thời là một cách giải quyết phải thực hiện. Sau cái buổi họp báo ngày hôm nay thì mấy người ở New York họ đã nói là có thể là cái con số tử vong nó sẽ không có lên cao vút như là dự định nữa, mà nó xuống thấp hơn dự định. Cho nên có thể nó lên, có thể nó xuống, nhưng mà họ đang hy vọng là nó sẽ là đỉnh cao nhất của nó ngày hôm nay rồi. Ừ. Và nó chỉ từ từ đi xuống thôi. Ừ. À, mọi cái đó là cái mong muốn của chính quyền ở New York bây giờ. Ừ. Đó. Nhưng mà cái ông thống đốc ở New York này, ông cũng nói là mặc dù con số nó đã lên đỉnh cao và nó có chiều hướng đi xuống, nhưng mọi người vẫn phải thận trọng và vẫn phải giữ cái khoảng cách cách ly an toàn xã hội, cũng giống như là vẫn phải thực hiện những cái vấn đề mà để tránh lây lan vì cái dịch bệnh này. Ừ. Ông thống đốc ông nói như vậy đó. Còn cái việc mà họ chôn tập thể như vậy thì chỉ là một cái kế hoạch mà họ dự định là sẽ làm, nếu số người này, nếu cái số người mà qua đời cũng như là số người bị nhiễm này nó tăng quá cao bất ngờ thì họ sẽ dùng cái kế hoạch này thôi. À, tại vì có một người cố vấn của Tổng thống Trump, bà nói là con số này nó sẽ bị delay khoảng chừng 2 tuần. Ừ. Thì con số nó có thể lên rất là cao, mình chưa biết được. Bây giờ mình chỉ là biết những cái vụ của 2 tuần trước thôi, chứ mình chưa biết cái vụ mà hiện tại là sẽ bao nhiêu đó. Ừ. Tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng rất có khả năng đại dịch này sẽ trở lại theo mùa, bởi vì nó có thể được kiểm soát trên toàn cầu. Fauci là giám đốc của Viện Dị ứng và Bệnh viện Truyền nhiễm Quốc gia. Ông nói rằng virus không có khả năng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi hành tinh trong năm nay. Điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ có thể thấy sự khởi đầu của sự hồi sinh trong mùa cúm tiếp theo. Ông Fauci nói rằng triển vọng của sự hồi sinh là lý do Mỹ đang làm việc để có được sự chuẩn bị tốt hơn. Ông nói rằng bao gồm làm việc để phát triển một loại vaccine và tiến hành các thử nghiệm lâm sàng về biện pháp trị liệu. Fauci cũng nói rằng các quốc gia không có lệnh trú ẩn tại nhà sẽ gặp nhiều rủi ro.
Cũng trong tin tức ngày hôm nay thì Tòa Bạch Ốc khuyến cáo người dân tránh đi chợ trong cái thời gian mà bệnh dịch nó lên tới cực đỉnh. Thì người Mỹ được khuyến cáo là nên tránh ra ngoài, ngay cả đối với các hoạt động thiết yếu như là mua thực phẩm hoặc là mua thuốc theo toa. Bởi vì cái đại dịch này thì dự kiến là nó sẽ tấn công rất là nhiều người trong 2 tuần lễ tới. Và Tổng thống Donald Trump thì cảnh báo một cái điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Nè, đây có lẽ sẽ là một cái tuần mà khó khăn nhất giữa tuần này và tuần tới. Thì Tổng thống Trump nói trong một cuộc họp ngắn về đại dịch này vào cuối tuần. Nè, 2 tuần tới là cực kỳ quan trọng. Nè, điều phối viên phản ứng với dịch bệnh của Tòa Bạch Ốc là Deborah Birx cảnh báo tại cuộc họp báo. Đây là thời điểm để không nên đi đến cửa hàng tạp hóa, không đi đến hiệu thuốc, hãy làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho gia đình và bạn bè của bạn. Bà Birx và cảnh báo như vậy. Và cái dịch bệnh này nó đã làm cho 1,27 triệu người đã bị dương tính và 69.000 người trên toàn thế giới đã qua đời, theo sự nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins. Và Tổng y sĩ Mỹ là Jerome Adams, người phát ngôn của chính phủ liên bang về các vấn đề y tế công cộng, thì đã nói là tuần này sẽ là thời khắc chân châu cảng, thời khắc 11 tháng 9 của cuộc chiến công chống đại dịch tại Mỹ. Chuyên gia bệnh truyền nhiễm là bác sĩ Anthony Fauci cũng cảnh cáo báo số ca tử vong có thể tăng nhanh trên toàn quốc. Bây giờ những cái chợ lớn như là chợ Costco, Kroger, như là Fred Meyer, KFC nè, rồi luôn cả Winco nữa, cái hàng xếp dài lắm quý vị. Tại vì nó không cho nhiều người vào trong đó, cho nên mọi người phải đứng ở bên ngoài chờ đến khi nào mà đủ người đi ra rồi họ mới cho thêm người vào bên trong. Thì có thể là rất là ít người đi chợ, nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ lâu là lâu, nhất là vào cuối tuần thứ bảy chủ nhật á. Thì quý vị đừng có đi chợ, nếu mà cần thiết lắm thì quý vị nên đi chợ vào những ngày thường á, thứ ba, thứ tư, thứ năm á thì ok, chứ đừng có đi chợ vào ngày thứ sáu luôn. Thứ sáu cũng đông lắm, 6, 7 nhật là tuyệt đối đừng đi, tại vì cái gì nó sẽ xảy ra khi mình đi chợ mà mình phải xếp hàng như vậy. Có nhiều người á, người ta có ý tứ thì không nói gì, còn những người mà họ không có ý tứ, họ cũng không có đứng xa mình á, họ có đến gần mình họ đứng á, thì cái cơ hội mà nó lây lan cho mình rất là cao quý vị. Nên tránh cái giờ cao điểm như vậy là tốt nhất. Hiện tại thì thế giới có 1.347.330 ca dương tính, 74.768 người đã qua đời và 284.882 người đã hồi phục. Còn trong nước Mỹ thì có 367.629 người dương tính và 10.941 người đã qua đời, 19.810 người đã hồi phục. Hiện tại thì toàn thể nước Mỹ đã có 1.917.848 người đã xét nghiệm cho cái bệnh cúm tàu này. New York vẫn đang dẫn đầu với 131.916 ca dương tính và 4.758 người đã qua đời và 320.811 người đã xét nghiệm cho cái con cúm tàu này rồi. New Jersey thì có 41.090 ca dương tính và trên 1.000 người đã qua đời, 89.032 người đã được xét nghiệm. Ở Michigan có 17.221 ca dương tính, 727 người qua đời và 45.748 người đã xét nghiệm. Cali có 16.342 ca dương tính và 385 người đã qua đời. Và Cali đã xét nghiệm được 116.533 người. Louisiana có 14.867 ca dương tính và 512 người đã qua đời. Họ đã xét nghiệm được 69.166 người. Massachusetts có 13.837 ca dương tính, 260 người đã qua đời và họ đã xét nghiệm 76.429 người. Florida có 13.629 ca dương tính, 254 người qua đời và 126.048 người đã xét nghiệm. Pennsylvania có 13.127 ca dương tính, 179 người đã qua đời và 83.854 người đã xét nghiệm. Illinois có 12.262 ca dương tính, 307 người đã qua đời và 62.942 người đã xét nghiệm. Washington có 8.384 ca dương tính,
381 người đã qua đời và 91.375 người đã xét nghiệm. Và đó là những tiểu bang mà có nhiều ca dương tính nhất và cũng là những tiểu bang được xét nghiệm nhiều nhất nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ nói về thành phố Seattle với những thành phố mà bị nhiễm nhiều nhất ở tiểu bang Washington này nha quý vị. Thì cái thành phố đầu tiên là cũng là cái thành phố bị nhiễm nhiều nhất, đó là Seattle, có 1.049 ca dương tính và bây giờ đã có 50 người qua đời rồi. Seattle thì nằm ở trong quận King. Quận King hiện tại có 3.331 ca dương tính và 222 người đã qua đời. Một thành phố nữa khá là đông người Việt Nam ở đó là thành phố Renton, có 219 ca dương tính và 7 người đã qua đời. Đó cũng là cái lý do mà vì sao mà nhiều người Việt Nam bây giờ họ đi ở cái thành phố Tukwila gần Renton đông như vậy. Tại vì ở Seattle họ rất là sợ, họ không muốn đi Costco ở đó tại vì nó quá là đông người bị nhiễm, cho nên họ đổ vào đây họ đi đông nghẹt. Như vậy là thành phố Renton của chúng ta đó là ngày hôm qua có 7 người qua đời thì hôm nay vẫn là số 7, không có tăng lên người nào hết. Còn ở Seattle thì hôm qua là 41 người nhưng mà hôm nay đã tăng lên 50 người, có nghĩa là trong vòng một ngày thôi thì có thêm 9 người nữa qua đời rồi các bạn ở Seattle. Và cái thành phố kế tiếp mà có nhiều ca dương tính là thành phố Issaquah với 101 ca dương tính và 17 người đã qua đời. Thì nơi này chắc cũng không có nhiều ca bằng Snohomish đâu, nhưng mà nó có nhiều người qua đời là 17 lận. Một cái thành phố nữa mà cũng khá là đông người đó là thành phố Kent, có 210 ca dương tính và 10 người qua đời. Kế tiếp chúng ta sẽ nói về Snohomish County, nơi mà chúng tôi ở đấy quý vị. Snohomish County thì có 1.603 ca dương tính và 57 người đã qua đời ở Snohomish này rồi quý vị. Thì những cái thành phố sau đây có những cái ca bị nhiễm nè. Arlington là 74 ca, Bothell 126 ca, Bryan là 8 ca, còn Darrington là ít hơn 5 ca, Edmond 164 ca, Everett 478 ca, Walbar ít hơn 5 ca, Granite Falls 13 ca và Lake Stephen là 62 ca, Linwood 252 ca, Marysville 138 ca, Mill Creek 25 ca, Monroe 38 ca, Mount Lake Terrace 57 ca, Muscatine 39 ca, Snohomish 87 ca, Stanwood 64 ca, Sutton ít hơn 5 ca, Tulalip 7 ca, Goodenview 9 ca, Woodway 5 ca và một số nơi người ta unknown order, tức là chưa có biết được đích xác là ở đâu, là 24 ca. Thì đây là sau đây là những cái con số người qua đời này. Ở Arlington là 1 người, Bothell có 1 người, Edmond 6 người, Everett tới 27 người, Lake Stephen 1 người, Linwood 5 người, Marysville 6 người, Mill Creek 1 người, Mount Lake Terrace 1 người, Snohomish 2 người, Stanwood 6 người, Goodenview 1 người. Còn tất cả những thành phố còn lại thì chưa có người nào qua đời hết. Đây là trong Snohomish County nha quý vị. Đó là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn. Chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.